Cục Tài chính Doanh nghiệp vừa trình Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng giao cho Bộ Công Thương đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện bán toàn bộ vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco trước ngày 1 tháng 12 năm 2017. Hiện việc cổ phần hóa và thoái vốn theo danh mục giai đoạn 2017-2020 đang diễn ra quá chậm. Chính tháng đầu năm chỉ có 34 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 80.636 tỷ đồng, Tuy nhiên trong số đó mới có 11 trong số 44 doanh nghiệp nằm trong danh mục phải hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay. Theo cục tài chính doanh nghiệp, việc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn còn chậm là do một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm. Cục tài chính doanh nghiệp trình bộ tài chính kiến nghị thủ tướng chính phủ cho bộ công thương để nhanh hơn tiến độ bán toàn bộ vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 1 tháng 12 năm 2017. Trường hợp đến ngày 30 tháng 9 tới đây, Bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản báo cáo thoái vốn thì phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại Savico và Habico sang cho STIC. Ngoài ra, Cục Tài chính Doanh nghiệp cũng đề xuất Bộ Tài chính chỉ đạo STIC thực hiện bán 3,33% cổ phần của STIC tại Vinamilk.